Ok, xin chào các bạn ha. Chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm cái trải bài, đó là tình hình chung của bạn 6 tháng cuối năm có điều gì, có những gì may mắn hoặc như thế nào ha. Thì đây là trải bài chung, các bạn đón nhận cởi mở ha. Trải bài riêng thì inbox Facebook cho mình. Số 1 đó là cái viên đá gì quên tên rồi ha. Rồi, số 2 thì là viên đá màu xanh. Số 3 thì là viên đá màu tím ha. Ok, các bạn có thể bấm đứng màn hình lại để chọn cho mình nha. Rồi bây giờ mình sẽ đếm cái tụ bài số 1 được chưa các bạn? Các bạn bấm đứng màn hình lại ha. Ok, tụ bài số 1. Từ đây đến cuối năm bạn có điều gì? Đầu tiên thì mình cảm thấy là từ đây đến cuối năm, nếu như mà bạn đang có một cái mối quan hệ tình cảm thì có vẻ giống như là có rất là nhiều cái sự khó chịu từ cái mối quan hệ tình cảm này, cũng như là bạn có thể là mình cảm thấy năng lượng của bạn từ đây đến cuối năm là nó được nâng cao, cái phần trực giác, cái phần thấu hiểu, gọi là ổn, rất ổn về cái bản thân của mình nha. Có thể rằng là bạn vừa trải qua một cái giai đoạn là người ta không tốt với bạn, hoặc là người ta nói xấu sau lưng bạn, vân vân, hoặc là nói chung là mình cảm thấy là một cái chặng đường khó khăn đối với bạn, nó sẽ trôi qua, nó sẽ vượt qua và nó sẽ đến với lại một cái giai đoạn mới nha. Đó là giai đoạn mà bạn sẽ gặp những cái người mới ha, những cái kết nối mới trong cái cuộc sống của bạn. Ở đây thì mình cảm thấy là từ đây đến cuối năm có thể là bạn sẽ có rất nhiều mong muốn trong cái cuộc sống mà bạn muốn làm. Tuy nhiên là cái thời điểm này thì mình cảm thấy là bạn vẫn còn là cái thời điểm dành cho gia đình rất là nhiều nha bạn nha ha. Và trong cái câu chuyện tình cảm của bạn á, nếu như bạn đang có quen ai á, thì sợ rằng nếu bạn chưa trải qua cái gọi là những cái nút thắt với cái người này á, giống như là sự đổ vỡ với cái người này, hoặc là gọi là sự đau lòng với cái người này, hoặc là buồn bã với người này á, thì có thể sẽ xảy ra ha. Và thậm chí là cái sự chia xa, hoặc là một cái cảm xúc nào đó mà bạn sẽ cảm thấy là rất là nhớ nhung nhau ha bạn ha. Mình nghĩ rằng đó là tình cảm của bạn từ đây đến cuối năm á, thì nó cần phải được đưa ra một cái quyết định, một cái cách suy nghĩ rõ ràng nha. Chọn hay không chọn, tại vì khả năng cao là bạn sẽ gặp một một người, hoặc là bạn mình không biết người cũ hay người mới nha. Ở đây là vũ trụ có thể là cho bạn chọn, nhưng mà cái người này từ đây đến cuối năm có thể sẽ là cái người xây dựng gia đình với bạn, là family với bạn nha ha. Và cái khả năng là cái người này có thể là người twin flame của bạn nha. Người này có thể là người twin flame của bạn ha, hoặc là những người mới nữa. Thì bạn chọn ai thì cái người đó sẽ trở thành family với bạn, nhưng mà giống như là vũ trụ sẽ mở ra cho bạn một cái cơ hội. Có thể từ đây đến cuối năm á, mình nghĩ là không phải mọi thứ nó trơn tru đối với bạn đâu. Tại vì là nếu như bạn chưa trải qua những cái nỗi sợ hãi bóng tối của linh hồn á, thì có thể bạn sẽ trải qua cái điều đó. Còn nếu như bạn đã trải qua rồi thì sẽ là một cái sự thức tỉnh cho bạn. Nhất là bạn đang trong mối quan hệ twin flame á, những bạn nào trong mối quan hệ twin flame á, thì những bạn nào mà đã trải qua bóng tối linh hồn rồi á, thì đã đến cái lúc mà bạn sẽ chọn cho mình đúng được một cái người để bạn xây dựng một cái gia đình nha, family nha bạn nha. Tại vì trong cái mối quan hệ của bạn với lại cái người twin flame, hoặc là cái người mà bạn đang có xung đột hiện tại, thì á, cái năng lượng đó đó, nó là cái năng lượng đó rất là nóng giận, nó rất là nóng nảy, tại vì nó bị chi phối bởi cái nghiệp. Mình cảm thấy không có cảm thấy được gọi là nhẹ nhàng khi mà tương tác trong cái mối quan hệ này. Tuy nhiên là cái nghiệp này á, nó vẫn làm cho bạn cảm thấy khó chịu, hoặc là bạn sẽ cảm thấy là trong cái tình yêu này bạn bị bỏ qua một bên, hoặc bạn không được trân trọng, hoặc là bạn cảm thấy bạn chỉ là người giữ phòng trong mối quan hệ này thôi, bạn đau lòng hoặc như thế nào đó. Nhưng mà cái thời điểm tình cảm của bạn á, thì có một cái người, một là người cũ đó họ quay lại nhé, hai á, là họ đột nhiên họ xuất hiện trước mặt bạn á. Còn nếu như á, mà cái người này á,
với bạn á, đúng mình nghĩ nha, mình thật ra thì mình thấy cái trải bài này là bạn nào mà đã chia tay với đối phương á thì cái khả năng cái người kia quay lại và cái người kia có thể là có cái khoảng cách địa lý với bạn, hoặc là cái người kia với bạn là giống như là có một cái sự sụp đổ về cái mặt niềm tin, là không có tin nhau nữa đó. Đó thì cái khả năng đó rất là cao, đó là một cái cơ hội để mà comeback cho cái mối quan hệ này nha. Và bởi vì mình thấy rằng là deliver, bởi vì mình thấy là mình nghĩ là do là còn yêu nha, do là còn yêu đó. Nhưng mà gọi là cái người đó từ đây đến cuối năm, khi cái người đó xuất hiện, cái người mà để mà bạn kết hôn, để mà bạn lập gia đình, để mà bạn làm một family với họ nha, đó là cái người đó sẽ xuất hiện. Tuy nhiên là bạn sẽ chưa có thể quyết định bất cứ một cái điều gì về mặt tình cảm vào trong cái thời điểm đó nha. Có thể là nó sẽ giúp cho bạn vượt qua một cái giai đoạn phân vân, hoặc là một cái giai đoạn mắc kẹt, hoặc là một cái giai đoạn mình bị không biết phải làm thế nào, hoặc là mình cũng chưa bước ra khỏi vùng an toàn của mình để lựa chọn được. Thì mình cảm thấy đây sẽ là một cái cú hích, gọi là một cái cú hích. Còn nó hích lên mà bạn trọn vẹn lên gia đình thì lên luôn, còn không thì sẽ chia tay nha. Phải gọi là như vậy chứ không thể nào mà, cái đây là trải bài chung thì mình sẽ cố gắng hết sức thôi nha bạn nha. Nhưng mà cái khả năng cao đó, đó là cái sự quay lại hoặc là cái kết nối này á, nó sẽ là một cái nền tảng mà gọi là giống như là có thể người đó quay lại sẽ là sự kiên trì với bạn, sẽ là sự kiên nhẫn đối với bạn, sẽ là một cái cơ hội trở lại, sẽ là một cái sự khởi đầu trở lại, sẽ là một cái ngọn nến thắp sáng trở lại cho tất cả những cái bóng tối mà bạn đã trải qua, cũng như là sẽ là một cái sự đoàn tụ, cũng như là sẽ là một cái gọi là một cái gia đình, một cái cảm giác là một cái cảm giác là giống như là bạn hưởng được những cái sự may mắn á, sự may mắn về trong cái tiền bạc, về trong cái cuộc sống á, ha, từ cái mối quan hệ này, giống như là bạn có một cái nền tảng luôn cả về việc là lập gia đình, là cái nền tảng về luôn cả mặt kinh tế, giống như bạn được hỗ trợ kinh tế từ cái người đó vậy đó nha. Thì đây là cái trải bài chung mà, cho nên là các bạn đón nhận cái mở giùm mình nha. Mình biết á, là cái mối quan hệ này nó có một cái nghiệp quả rất là lớn này. Mình nhìn thấy được cái điều đó, mình nhìn thấy một cái sự xung đột về mặt tâm trạng ở bên trong của bạn ha. Đó, giống như là mình yêu nhau nhưng mà sao mình đau khổ đó. Đó thì mình nghĩ rằng là cái chặng đường đó phải đi qua thì bạn mới bắt đầu có được những cái sự thăng hoa trở lại. Thì mình thấy cái trải bài này nó rất là đẹp ha. Nên mình cho bạn coi ha, cái lá developer ha, family nè ha. Rồi, I want to meet you again nè ha. Ok. Rồi. Đó, cho nên nó là đôi lúc á là cái sự may mắn hạnh phúc một khi nó đến rồi là nó đến rất là nhanh chóng, là twin flame nè bạn ha. Rồi, mà bạn nhìn thấy ha. Đó, nó là một cái ngọn lửa, một cái ngọn nến nó thắp sáng cho cái câu chuyện tình cảm của bạn, giống như là gọi là mình quay trở lại cái khoảng thời gian ấm êm gì đó, mình nói giống vậy á ha. Ha, thì đây là cái trải bài chung các bạn đón nhận cởi mở nha. Xem trải bài riêng thì inbox Facebook cho mình, cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Ở dưới có cái đường link của những cái phần mà mình thanh lý những cái sản phẩm á. Thì bạn có muốn mua những cái sản phẩm đó, nó là mới thôi nhưng mà tại vì nó còn một hai cái là mình sẽ bán chưa hết các bạn ha. Rồi mình sẽ kết thúc trải bài ở đây nha, hẹn gặp lại các bạn nhé. Rồi, bây giờ sẽ đến cái tụ bài số 2. 8 phút 55 thôi bạn ha, cho cái tụ bài số 2. Ok, đối với cái tụ bài số 2 nhé, đầu tiên là thấy là bạn sẽ có sự may mắn trong cái câu chuyện tình cảm của mình nha. Nếu như mà bạn mà đang trong một cái mối quan hệ mà bạn muốn rõ ràng, bạn muốn cái sự rõ ràng, bạn muốn sự bình yên, bạn không có muốn sợ hãi nữa, bạn không muốn lo lắng nữa, bạn không có muốn thấp thỏm nữa, bạn muốn bình an, bạn muốn thoải mái, thì mình nghĩ là nó sẽ đến với bạn ha. Một cái sự lãng mạn lắm, bạn sẽ kết nối với một ai đó mình không biết á, là bạn có mình không biết là bạn, nói chung là mình nghĩ rằng á, là cái câu chuyện tình cảm giữa bạn với cái người này á, nó sẽ là, ở đây mình thấy là
kiểu giống như là bạn cần cái người trân trọng bạn hơn thì bạn sẽ gặp được cái người mà trân trọng bạn giống như một đóa hoa hồng vậy đó. Hả? Và họ say đắm với bạn giống như là lãng mạn lắm ha. Và mình thấy rằng là giống kiểu là bạn cần thêm những cái niềm tin tưởng vào trong cái tình cảm của mình. Tại vì á, khi mà bạn muốn điều gì bạn phải nói thì người khác mới biết và đáp ứng. Nhưng mà mình thấy rằng á, là bạn có một cái năng lượng người yêu thương bản thân mình nhiều hơn á. Đó. Và bạn sẽ dẹp bỏ được cái nỗi sợ là bởi vì có thể vũ trụ hỗ trợ cho bạn trong cái thời gian 6 tháng cuối năm này, để bạn có những cái sự thành công trong bản thân của mình ha, sự rõ ràng, sự tự do trong bản thân của mình, giải phóng bản thân mình khỏi những cái nỗi sợ trong mối quan hệ tình cảm. Ví dụ như trong cái sự im lặng, hai người đã im lặng với nhau thì giống như bạn rất là sợ là sẽ mất người này, hoặc là bạn sẽ rất là sợ hãi về cái việc là giống như là bạn không tin tưởng vào cái tình cảm này, và bạn rất là phân vân trong cái tình cảm này, cũng như là bạn rất là mệt mỏi, giống như bạn muốn nghỉ ngơi, bạn muốn xem xét lại, bạn muốn đứng lại. À, nhưng mà bạn không dám, tại vì bạn sợ rằng là bạn có thể bạn sẽ mất người đó, hoặc là bạn rất là nhiều cái suy nghĩ nỗi sợ trong lòng của bạn đó. Thì mình nói rằng là từ đây đến cuối năm á, cái điều đó đó nó sẽ được giải quyết, bạn sẽ được rõ ràng hơn, bạn sẽ được vượt qua cái đó, bạn sẽ thành công, bạn sẽ có một mối quan hệ rất là lãng mạn luôn nha. Và phải nói rằng là cái người này á, thì á, là cái người này á, bây giờ bạn hãy chọn, bạn hãy chọn cho mình là nếu như trong mối quan hệ tình cảm mà mối quan hệ ba người á, tại vì ở đây mình thấy có năng lượng của mối quan hệ ba người, thì bạn đừng có sợ hãi nha. Bạn hãy chọn bản thân của mình, thì cái người nào mà đến với bạn thì bạn hãy chọn người đó. Tại vì á, khi mà trong mối quan hệ ba người mà bạn cứ đi đeo đuổi cái người nam của mình hoặc là đối phương của mình, bởi vì bạn sợ mất người đó, bạn không giải phóng được mình á, thì bạn sẽ không tìm được cái tình cảm đích thực. Ở đây á, mình thấy á, là một trong hai người có người yêu mới nè ha, một trong hai người có tình cảm mới, có cái người khác đó. Nếu như là cái đối phương của bạn á, thì sẽ có một cái người phụ nữ khác đó. Nói chung rằng là có thể đây là một mối quan hệ ba người nữa nha. Rồi, ở đây á, thì mình thấy có một cái năng lượng của cái việc là một người phụ nữ dịu dàng, hiền thục, là một người phụ nữ mà chuẩn bị cho cái việc lâm bồn, chuẩn bị cho cái việc khởi đầu cho cái cuộc sống của mình trọn vẹn hơn, đó là một cái chức năng làm mẹ ha. Đó, thì bạn có thể rằng là có cái năng lượng của gia đình ở đây nữa. Thì nếu như mà bạn đã lựa chọn cái người mà bạn chọn cái người mới ha, thì bạn hãy ổn định với cái người mới nha. Đó, tại vì là mình thấy ở đây là có hai người, thì mình nghĩ rằng là cái người này là cái người mà trong lòng của bạn để tâm rất là nhiều. Nhưng mà chúc mừng bạn một điều là mình thấy rằng là bạn hoàn toàn giải phóng bản thân của mình trong cái câu chuyện tình cảm. Giống như là có thể là bạn có cái nỗi sợ nhiều lắm, nhưng mà nó sẽ qua và nó là quá khứ. Và bạn sẽ rất là tự tin, rất là giống như là tự tin vào bản thân của mình, giống như là không có cái điều gì mà có thể làm cho bạn sợ hãi nữa trong cái tình cảm này. Giống như mình cảm thấy là cho dù đó là mối quan hệ ba người đi chăng nữa, nhưng mà bạn không phải là rầu rĩ, bạn không phải là đi xin tình cảm, mà cái tình cảm đó là giống như là cho và nhận cân bằng. Giống như bạn xác lập một cái mối quan hệ mà rất là chuyên nghiệp luôn, giống kiểu như là nó không có còn là những cái vụng dại, những cái thơ dại, những cái ngây thơ nữa. Mình cảm giác như vậy đó. Nó có một cái lãng mạn nào đó trong cái tình cảm của bạn rất là nhiều ở đây nha. Đó, thậm chí là có thể là có những cái cuộc ví dụ như là đi biển hay đi chơi hay tắm biển, hoặc là nô đùa, gọi là nô đùa chung hai bạn ha. Đó, không cần phải là đi với nam nha, có thể là đi với nữ ha. Rồi ở trong cái khoảng thời gian này á, thì cái khoảng thời gian 6 tháng cuối năm này á, thì dường như là cái sự lãnh đạo cuộc sống của bạn quay về với bạn. Bạn lãnh đạo cuộc sống của bạn, kể cả công việc lẫn tình cảm luôn nha. Nhưng mà vẫn giữ được cái sự dịu dàng, trẻ trung, vui vẻ, hạnh phúc, cân bằng. Nhất là cái cân bằng trong cái cuộc sống của mình, và tin tưởng vào bản thân của mình, và giải phóng cái linh hồn của mình nha. Cho nên là mình thấy bạn có một cái sự phân vân trong cái câu chuyện tình cảm, thì bạn muốn chọn ai thì bạn chọn. Chứ ở trong cái mối quan hệ này thì là mối quan hệ ba người, trẻ ba chung nữa, nên mình cũng sẽ phải là
trải bày cho nó rộng ra cho nhiều người có thể là đón nhận cái nguồn năng lượng này nha bạn nha. Đó thì mình thấy rằng là ở đây nếu mà có hai người thì sẽ là một người cung lửa Bạch Dương như Mã Sư Tử và một người cung đất Kim Ngưu Ma Kết Sử Nữ nha bạn nha. À, có thể là Kim Ngưu nữa nè, có thể là Sư Tử nè, có thể là đó thì mình thấy là cả cung lửa và cả cung cung đất đó đó thì là giống như là 50-50, giống như là cả hai người đều không ai thua ai ha. Thì bạn sẽ chọn đi, tại vì mình thấy cái năng lượng của bạn đó là không để người khác sắp đặt tình cảm của mình, cuộc sống của mình, giống kiểu là bạn là người mà huấn luyện cái tôi cao của cái người nam đó, hoặc là bạn là người cầm cương trong cái câu chuyện tình cảm này, giống như bạn chế, bạn giống như là bạn thuần hóa được cái con sư tử bên trong của cái người này đó, giống như vậy á ha. Đó, tại vì là bạn dịu dàng, bạn dễ thương vân vân, thì bạn hãy tiếp tục phát huy những điều đó nha. Chúc mừng bạn nha. Từ đây đến cuối năm có vẻ như tình cảm của bạn nó sẽ có cái sự lãng mạn ở đây á, thì bạn hãy tập trung vào cái sự lãng mạn đó để hưởng thụ cho nó sướng bản thân của mình trước đi ha, giống như là hưởng thụ những cái ngày cuối năm trước đi, cho dù là dịch hay là những cái điều mà nó cũng gọi là ảnh hưởng cho đến cuộc sống của bạn, nhưng mà bạn hãy xem cái tình yêu này nó giống như là một cái sưởi ấm cho bạn ha. Ok, mình sẽ kết thúc trải bài này ở đây. Các bạn xem trải bài riêng thì inbox Facebook cho mình ha. Ở dưới có cái đường link của cái thanh lý những cái hàng của mình á, cho nó hết luôn á, hàng mới ha, thì bạn có thể xem trong đó ha. Còn trải bài riêng thì inbox cho mình nha. Rồi, bây giờ mình sẽ đến với cái tụ bài số 3 là ở màu tím này nha. Mười bảy phút nha bạn nha. Rồi, đối với các bạn nào mà chọn cái tụ bài này á, thì mình thấy rằng là từ đây đến cuối năm á, bạn có một cái nguồn năng lượng của việc là thúc đẩy cái sự mạnh mẽ của mình và một cái cuộc sống mình sẽ nói là một cái cuộc sống độc lập của bạn, một cái cuộc sống mà bạn hằng mơ ước, một cái cuộc sống bình yên, hoặc là tập trung vào trong công việc, cũng như là bạn sẽ phải gọi là bạn sẽ có những cái cuộc nói chuyện trong cái câu chuyện tình cảm của bạn nha. Nhưng mà mình nghĩ là cái mà gọi là nổi trội nhất trong cái câu chuyện của bạn á, thì nó sẽ là một cái sự hẹn hò với một người soulmate nha, một cái người soulmate nào đó trong cái câu chuyện tình cảm của bạn đó, và có thể là bạn sẽ phải rời khỏi một cái mối quan hệ nó không mấy là tốt đẹp đó. Thì cái việc mà bạn đã rời khỏi hay chưa thì mình vẫn cảm thấy rằng là nếu chưa xảy ra thì cái điều đó nó sẽ xảy ra vào 6 tháng cuối năm, để mà bạn có thể là có một cái cơ hội mới, công việc mới, tập trung vào cái công việc, sống cuộc sống độc thân của mình một cách vui vẻ, thích thì hẹn hò. Thì bên đây mình thấy là bạn có cái sự hẹn hò chứ không phải là không có nha. Nhưng mà cái sự hẹn hò của bạn á, thì giống như là cái tình cảm á, của bạn là giống như là một cái tình cảm mà nó có hai khía cạnh. Một khía cạnh đó là sẽ là một cái người nào mà bạn có thể là đầu tư vào trong cái người đó, giống như gia đình, giống như family, giống như là một cái nghiệp mà mình không tránh được, mình phải gánh trách nhiệm ha. Nhưng mà trong cái việc mà ngập lặn sống trong cái mối quan hệ cũ đó đó, bạn không có được một cái sự cá nhân riêng tư sống cho bản thân mình, hoặc là thì giống như là cho dù có nhiều hay ít đi chăng nữa thì bạn cũng đã phải dành cho cái gia đình đó, hoặc dành cho cái mối quan hệ đó. Nhưng mà bây giờ thì cái là bạn sẽ phải connect trở lại với lại cái con người bên trong của bạn, với cái tự nhiên bên trong của bạn, với cái cách sống mà bạn không phải nhìn ngó hoặc là hy sinh. Đó là cái cách sống mà bạn gọi là độc lập và tự chủ cho bản thân mình, và giống như là mạnh mẽ. Bạn rất là mạnh mẽ ha, và bạn cho người khác biết cái sự mạnh mẽ của bạn, tại vì bạn vượt qua những cái khó khăn bằng cái cách này nè, như thế này nè, và bạn được bạn vẫn xinh đẹp nè, bạn vẫn yêu kiều, bạn vẫn là bản thân của bạn nè ha, bạn vẫn có công việc làm, bạn vẫn rất là cố gắng mặc dù bạn đã không nhìn thấy bờ. Giống như là người ta nói là giống như bạn ra khơi mà bạn muốn cập một cái bến bờ, giống như là bạn muốn cập một cái bến tốt, nhưng mà bây giờ bạn ra khơi bạn gặp sóng gió mà bạn nhiều khi bạn không nhìn thấy bờ bến luôn. Bạn mất cái lòng tin, mất cái niềm tin, và từ đó bạn có sự thay đổi á.
Đó, thì mình thấy rằng là từ đây đến cuối năm sẽ là cái phần thưởng cho chính bản thân của bạn thôi ha, không phải chỉ có focus vào tình cảm đâu nha. Đó là cái phần thưởng lớn nhất của bạn đó. Còn cái việc là bạn sẽ kết nối thêm với ai đó thì mình nghĩ là ngoài cái việc là nhớ về cái mối quan hệ cũ thì cũng sẽ có người đến với bạn nha. Nhưng mà cái tình cảm của bạn thì mình nói thật là mình cảm thấy là nó còn nhiều cái khó khăn nha, nó còn nhiều cái khó khăn và nó còn nhiều cái thứ để mà phải gỡ rối, giống như là phải nói chuyện với nhau, phải có những cái chia sẻ quan điểm, gọi là thẳng thắn với nhau, là lý trí với nhau, là logic với nhau, là có cái gì là phải giải quyết. Chứ mà cái mối quan hệ tình cảm của bạn mà nếu mà không có cái việc ngồi xuống nói chuyện, nhưng mà mình nghĩ rằng á, là khi mà bạn ngồi xuống nói chuyện á, thì liệu rằng á, cái đối phương của bạn họ có dịu dàng để mà nói chuyện với bạn hay không thì đó là một vấn đề khác. Tại vì mình vẫn cảm thấy rằng là trong cái mối quan hệ này là khi mà bạn quá là khéo léo á, thì dẫn đến cái việc là, và bạn quá là yêu thương bản thân mình thì dẫn đến cái việc là bạn khiến cho cái đối phương cảm thấy khó chịu ha. Để khó chịu là bởi vì có thể rằng là bạn làm đúng hoặc là bạn có cái vị thế của mình, bạn không có bị thua thì cái vị thế, có thể là cảm xúc của bạn có bị phụ thuộc một chút vào cái người này, nhưng mà cuối cùng thì bạn cũng đã học được cái bài học yêu thương bản thân mình đó. Cho nên là cái vấn đề chung á, thì nó vẫn sẽ là gọi là healing, gọi là connect với lại true love, chính bản thân của mình á, connect với lại cái tình yêu thật sự á, là tới chính bản thân của bạn á. Giống như bạn đi đi tìm sự đáp ứng của người khác, nhưng rốt cuộc á, chính bản thân bạn có thể đáp ứng với bạn như vậy. Giống như bạn không có tình cảm thì bạn không thể cho ai hết, thì là cái 6 tháng cuối năm bạn có thể sẽ thay đổi, giống như cuộc sống của bạn sẽ có rất nhiều thay đổi, nhưng cái sự thay đổi này nó là ánh sáng ha, nó là cái cầu vồng sau mưa, nó là cái sự may mắn đến với bạn đó. Nhưng mà bạn hiểu không, giống như là may mắn thì phải trải qua sóng gió thì mới có may mắn, chứ tự nhiên bình thường như vậy thì bạn sẽ chỉ là tốt hơn một chút, nhưng mà sau khi mà bạn trải qua một cái giai đoạn khó khăn á, thì á, là bạn mới cái sự may mắn đó nó đến á, thì nó mới giống giống như là thúc đẩy cái cuộc sống của bạn nó thay đổi nhiều hơn á. Đó thì mình thấy là bạn này như vậy, giống như là bạn cũng không phải là cuộc sống bạn đang bình bình, mà bạn cũng gọi là có một lần hoặc là một cái giai đoạn mà nó cũng là rớt xuống, và bây giờ bạn đã sống lại con người của bạn. Bạn đã sống lại sự tự tin của bạn ha, bạn đã có thể gọi là yêu thương trở lại, hoặc là vượt qua được những cái khó khăn á ha. Và nhất là cái việc mà bạn tìm được cái tình yêu với bản thân mình, thì nói chung mình nghĩ cái mối quan hệ mà là nghiệp quả với bạn á, là cái mối quan hệ đó nó đã áp lực bạn nhiều. Ở đây thì mình có thấy như vậy. Đó, thì đây là cái trải bài cho cái tụ của bạn, của số 3. Thì mình nghĩ là từ đây đến cuối năm cái mà bạn có sẽ là sự bình yên. Và cái này rất là đáng giá, rất là đáng giá. Cho nên mình nghĩ là bạn hãy tích cực lên. Thậm chí mình cảm thấy bạn sẽ có một cái gì đó thuộc về trực giác rất là tốt, hoặc là sự thay đổi, giống như cái con đường tâm linh của bạn sẽ rất là tốt ha. Và mình nghĩ là bạn sẽ gặt hái được về mặt tài chính tiền bạc nha ha. Ok, mình sẽ kết thúc cái trải bài này ở đây ha. Các bạn xem trải bài riêng thì inbox Facebook cho mình, cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Ở dưới có cái đường link của Thanh Lý những cái sản phẩm mà mình còn lại một ít á, thì các bạn có thể vào cái đường link phía dưới ha. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái trải bài sau nha.